của anh là lần thứ hai là như là giải là cầu thủ xuất sắc nhất trận, thì ông đánh giá như thế nào về cầu thủ này và anh ta có đủ tầm để lên U20 Việt Nam không? Để mà lên U20 Việt Nam ngay tại thời điểm này tôi nghĩ là Tuấn Anh vẫn chưa đủ khả năng. Thứ nhất, Tuấn Anh là một cầu thủ kỹ thuật rất là tốt, chơi rất chơi là đó, tư duy rất là tốt, kỹ thuật rất là tốt, nhưng mà cái vấn đề thể lực của em là vì tôi đã đi theo em từ nhỏ, cái thể lực của em là chưa đảm bảo. Riêng Tuấn Anh chỉ vấn đề thể lực thôi. Nếu mà Tuấn Anh cải thiện được vấn đề thể lực thì tôi nghĩ là em sẽ còn thiếu tốt hơn nữa. Tôi muốn nói ông theo dõi Tuấn Anh từ khi còn rất là nhỏ và vấn đề lớn nhất của người gặp phải là vấn đề thể lực. Tuy nhiên ông cho rằng ở câu lạc bộ Hà Nội bây giờ thì Tuấn Anh, cái lối chơi của Tuấn Anh có hơi hướng cũng dáng dấp của Thành Lương hay không, và liệu đây cũng là sự chuẩn bị của đội bóng thủ đô cho cái thời gian từ nay sắp tới đây? Về vấn đề này thì thực ra Tuấn Anh cũng không giống Thành Lương cho lắm. Thì thứ nhất là Thành Lương cái khả năng kiểm soát bóng của Thành Lương rất là tốt, và cái sự khéo léo của Thành Lương tốt hơn Tuấn Anh rất là nhiều. Tuấn Anh chưa có sự khéo léo như Thành Lương, và cái khả năng tì đè, Thành Lương một sự nhỏ nhưng mà tì đè rất là tốt, che bóng rất là kín. Tuấn Anh với Tuấn Anh thì không có những cái điểm gì.